tăng quê đi táp bồ huynh nhu hi ti su ba ti ban no pha ga wa to sa wa ca sang khô u chu ba ti ban no pha ca sang khô nhà gia ba ti ban no pha ga wa to sa wa ca sang khô sa mi chi ba ti ban no pha ga wa to sa wa ca sang khô gia di đằng chát ta ri bu ri sa yu ga ni a ta bu ri sa bu ga la e sa pha ga wa to sa wa ca sang khô a hu nay yo pa hu nay yo đắc khi nay yo anh cha li ca ra ni yo anu ta rằng buồn nhắc hết tăng lô ca sa ti quan đa mi chê ti giang sắp bằng sắp bát hà nê su pa ti ti tăng sa ri a ri ca tha tu ma ha bồ thình bút tha ru bằng sa ca lăng sa đa. Dạ con xin xuống mic ạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ con kính đến lại ba ngôi tam bảo, con kính đến lễ sư thanh tâm, con kính đến lại đạo tràng. Dạ con xin đọc bài kinh nhật tụng tóm tắt. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Iti piso Bhagava Arahang Samma Sambuddho Vicha Charana Sambhano Sugato Lokavidu Anuttaro Purisadam Masarati Satade Vamanusanang Buddho Bhagavati. Swakato Bhagavata Dhammo Sandittiko Akaliko ehipasiko obanayiko bachatang veditapo vinyuhiti. Supatipanyo bhagavato sa wakasangho ujubanipantipanyo Bhagavato Savakasangho Nyayapatipanyo Bhagavato Savakasangho Samichipatipanyo Bhagavato Savakasangho Yadidang Chattari Purisa Yugani Atta Purisa Bhugala E Sabhagavato Savakasangho Ahuneyo Bahuneyo Dakhineyo Anjalikaraniyo Anuttarang Punyaketang Lokasati. Vandami chetiyam sapam sapatthame supatititam saririkadhatu
Mahabodhin Buddha Rupang Sakalang Sada. Dạ, con xin xuống mic ạ. Dạ, mô Phật, sa thú Kevin. Kevin để ý về cái nguyên âm và phụ âm ngang. Nó có ba cái nguyên âm là A, I, U, E, O. Hay, có viết không? Lấy viết xuống đàng hoàng. Thì một hai lần nó nhớ à. A, I, U, E, O. Chữ A, I, U nó là đoạn âm. Đoạn âm thành ra mình lấy cái bút chì á. Mình thí dụ chữ ná mô ha, ná mô chứ không phải nam mô nha, ná mô. Chữ a đó là đoạn âm, lấy cái viết chì mình đánh dấu sắc ở trên đọc chính xác liền à. Ná mô tá xá, chữ a, hai chữ a này là cũng là đoạn âm, nhưng mà nó có hai cái chữ s thì là mình tách nó ra, mình lấy cái bút chì mình tách đôi nó ra, cái chữ s phía trước đọc là tás ha, chữ s phía sau đọc là xá, tá xá ha. Phá gá quá tô, phá đó, chữ b h a, chữ h đó là phụ âm, nhưng mà chữ a là đoạn âm, lấy cái bút chì á đánh dấu lên chữ hai chữ a đó là đọc là phá. Cái có những người đúng ra mình đọc là nó có chữ âm h ở trong á, phá ha, phá gá, gá là đoạn âm, a là đoạn âm, đánh ba cái dấu sắc lên trên đó là đọc đúng liền à, phá gá quá tô. Tô là trường âm ha. Eo đó, hai chữ đó là hai chữ trường âm. Còn á rá há tô ha, á rá há tô là ba cái đoạn âm và một cái âm dài ha, trường âm đó. Là sấm ma, sấm ma chữ a là đoạn âm, nhưng mà hai chữ m mình tách đôi ra đọc là sấm ma. À, chữ ma mà nó có cái dấu quyền ở trên, lúc này đó nó gọi là trường âm ha. Sấm ma, sấm ha, sấm bút đá xá, thấy chưa, chữ sấm là đoạn âm, lấy cái bút chì đánh lên chữ a đó để m đọc là sấm. Rồi bút ha, bút đá, bút đá xá ha, bút đá xá, hai chữ s rồi hai cái đoạn âm nhắn ra bút đá xá ha. Mình đọc là nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Rồi qua cái chữ itipiso bhagava là ba chữ y đầu, là itipiso là đoạn âm ha, itipiso bhagava, thấy chưa, chữ a không có dấu á là đoạn âm, rồi chữ a mà nó có dấu ngang ở trên là nó trở thành trường âm, đọc là itipiso bhagava. Rồi ara, arahang, arahang hai là ba cái đoạn âm, nhưng cái chữ m mà nó có dấu nặng ở dưới đó đọc thành chữ n, thành ra đọc là arahang ha. Rồi samma, sambuddho ha, sam là đoạn âm, ma là trường âm, rồi sam là đoạn âm, nó có chữ m là âm phụ, âm nhấn, hoặc là buddho ha, buddho, bud là đoạn âm, lấy vô lấy cái bút chì đánh dấu sắc trên chữ u, rồi hai chữ d là tách nó ra ha, nhấn buddho, buddho ha. Rồi quý cha, quý là chữ y ngắn không có dấu là đoạn âm, rồi hai chữ chê tách đôi ra đọc là quý cha ha, quý cha, cha ra ná là ba cái đoạn âm. Sampanno ha, sampanno, sugato, chữ u chữ a là đoạn âm, tô là trường âm. Là lô cá quý đu ha, ba lô là trường âm, chữ cá ý đoạn âm, rồi chữ u có dấu quyền ở trên là thành trường âm. Rồi anuttaro, anuttaro là ba cái đoạn âm, á ú á ha, o là trường âm, hai chữ t là âm nhấn. Rồi bú rí xá đâm má à, xa ra thiết à, có một cái trường âm là a phải không, y ngắn đọc là ý. Rồi sát tha hai chữ t âm nhấn tách ra, sát tha a trường âm, a có dấu ở trên, đê qua, đê quá ha, đê quá, đê là trường âm. Rồi ná mút sa năng
sa hai chữ s, a nó là trường âm, rồi năng là có dấu nắng, có dấu nặng là n, sa năng, rồi bút đô bút bú là trường âm, là đoạn âm, hai chữ d là âm nhấn, ô là trường âm, và phagawa tí ha, phagawa tí. Rồi nhớ rằng đó, hai chữ n mà nó có dấu ngã ở trên đó, nó đọc thành n, nhờ đọc là nhờ. Ví dụ thấy gì thấy không, natime saranang âm nhân, rồi hai cái chữ n đọc là anh, tại vì n đọc là nhờ, anh nhân chưa ha. Thì căn bản là như vậy. Nó còn một vài cái nữa, nhưng mà tới đâu sự nhớ sự sẽ nhắc kia ha. Bây giờ mời Hà đọc được không, mời cô Hà lên đọc đi. Không biết Hà có cầm mic được không, hay là Nguyên Trang bắt đầu từ ý tí bí xô lễ bái ba ngôi tam bảo vắn tắt thôi, hay là Kevin đọc lại đi. Kevin đọc lại nha, mời mời cầm mic ạ. Dạ, con kính đến lễ ba ngôi tam bảo, con kính đến lễ sư, con kính đến lễ đạo tràng. Itipiso, ok, dạ. Itipiso bhagava arahang samma sambuddho vicca charana sampanno sugato lokavidu anuttaro purisadam massa Masarati Sattha De Vamanu Sanang Buddho Bhagavati. Xong hả sư? Dạ con xin xuống mic ạ. Lần đầu thì nó hơi có phần khó một tí, nhưng mà không sao, quý vị nhớ có cái bút chì đó, quý vị cứ đánh nó trên cái chữ a, cái chữ cái đoạn âm á, đoạn âm á, thì đánh cái dấu sắc lên, rồi hai cái từ kép á, ví dụ như tá xá, lấy cái bút chì chẻ làm đôi ra, rồi chỉ có vậy thôi. Dạ, nam mô tá xá bhagavato arahato samma sambuddhassa itipiso bhagava arahang samma sambuddho vicca charana sampanno sugato lokavidu anuttaro purisadam masarati sattha deva manusanang buddho bhagavati. Soa kha to bhagavata dhammo sandi itiko akaliko ehipasiko opaneyiko bacchattang veditappu vinyu iti. Vì thế chữ vinyu không? Hai chữ n đó, nằm mà nó có cái dấu ngã trên, đọc thành nhờ vinyu hi tí. Đó chỉ có mấy cái mấy điểm đó thôi. Rồi supatipanno bhagavato savakasangho ucupatipanno bhagavato savakasangho nhà giác, thấy không, nhà đâu, n có dấu ngã trên, nhà giác patipanno bhagavato savakasangho samichipatipanno bhagavato savakasangho yadidang chattaripuri sani attha purisa buddhala esa bhagavato savakasangho ahuneyo bahuneyo dakkhineyo anchalikaraniyo. Thấy không, anh á, thì anh nó có dấu ngã trên n, anuttarang chữ a nó có dấu quyền ở trên, dấu ngang ở trên trường âm, anuttarang punyakhettang lokasati. Chữ M mà nó có dấu nặng ở dưới đọc thành N. Dễ mà ha. Bây giờ Nguyên Trang đọc cái gì để ý nha, để theo Nguyên Trang.
Rồi. Nam mô Bụt-tha-ya, Nam mô Tham-ma-ya, Nam mô Sang-kha-ya. Và trước hết con kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Và con kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm, kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Và con kính chào đạo tràng. Và con xin đọc cái ân Đức Phật hả Sư? Và con xin đọc ân Đức Phật. Itibiso Bhagava Arahang Samma Sambuddho Vicchacarana Sampanno Sugato Lokavidu Anuttaro Purisadhammasarathi Sankhade Vamanusanang Buddho Bhagavati. Dạ, con đã đọc xong ạ. Dạ, con xin xuống mic ạ. Dạ, Nam Mô Bụt-tha. Dạ, con thấy thời gian cũng bây giờ là 9 giờ 22 phút rồi. Để con, bây giờ mình đến phần xin giới nha sư. Dạ, sau đây Nguyên Trang kính mời anh Bài. Dạ, kính mời anh Bài lên thọ trì tam quy và ngũ giới. Sư Thanh Tâm, ồ Nguyên Trang thấy bàn tay của Sư Thanh Tâm. Dạ, con kính gửi mic lại cho sư trước ạ. À. Dạ, con xin xuống mic ạ. À. Dạ, mô Phật Sa Thú. Dạ, thưa quý vị, bây giờ mình còn 8 phút nữa. Mời quý vị nhanh tay người đọc một lần đi. Mời Hà, mời Bài rồi. Con xin đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con xin đảnh lễ Sư Thanh Tâm và kính chào đạo tràng. Đọc phần nào về sư? Trang 8 phải không sư? Ân Đức Phật. Dạ con xin đọc phần đó. Itipiso Bhagava Arahang Samma Sambuddho Vinca Charana Sampanno Sugato Lokavidu Anuttaro Purisadang Masarathi Satta Deva Manusa Nang Buddho Bhagavati. Con xin xuống mic. Rồi, mời vị kế tiếp. Hà nè, cô Hà. Kỳ Anh nè, cô Anh nè. Diệu Pháp nè. Rồi mời quý vị giơ tay nha. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm, kính chào đạo tràng. Dạ thưa sư, đọc phần nào nữa sư? Ân Đức Phật ạ. Dạ. Itipiso Bhagava Arahang Samma Sambuddho Vicca Charana Sampanno Sugato Lokavidu Anuttaro Purisadam Masarathi Sattadeva Manusanang Buddho Bhagavati. Dạ con xin xuống. Dạ sa thú chị Hà. Khi mà quý vị đọc tiếng Pali á, quý vị nhớ cái phụ âm, cái đoạn âm và trường âm. Quý vị lúc đầu á, quý vị đọc chậm chậm thôi. Ví dụ như lúc lần đầu quý vị đọc, quý vị để cái ngón tay vô từng chữ á. Ví dụ như ý, tí, bí, xô,
ha, vì ba cái chữ y là đoạn âm, và chữ ô là trường âm phải không? Rồi phá gá là đoạn âm, rồi qua là trường âm. Lần đầu tiên mình đọc mình để ý, mình chỉ cái ngón tay vô trong đó, mình đọc chậm chậm vậy đó. Ý tí bí xô phá gá qua á rá hăng sấm ma sấm bút hô quý cha chá rá ná sâm ban nô xú gá tô lô cá quý đu anút ta rô phú rí xá đầm má xà rá thí sắp thà đề quá ma nút xà năng bút hô phá gá qua tí. Thì để ngay chịu khó là lấy cái ngón tay chỉ từng chữ chữ là vì đọc chính xác à, đọc chậm chậm. À, rồi đọc chậm rồi cái nó nhùng á, à, nó rất là hay. Rồi mà bây giờ mình còn 4 phút nữa, mời quý vị. Dạ mô Phật, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm. Con kính chào đạo tràng. Sau đây con xin đọc ý tiết bí sô phá gá qua á rá hằng sam ma sam ma sam bút thô vít cha chá rá ná sam pa nô xúc giá tô lô khá vít dù á nú tá rô bút rí xá đầm má xà rá thí sa tha đề hòa manus tha năng bút thô và ra ra ti. Dạ mô Phật, vậy cũng gần gần rồi đó. Hồi đó sư mới học á, sư phải lấy cái bút chì á nha, sư vẽ từng chữ gì đó, ví dụ như ý tí bí ha, ba chữ sư lấy cái viết cái bút chì đánh cái dấu sắc ở trên á, tại vì nó là đoạn âm. Ý tí pí xô, xô là trường âm, phá gá qua tô ha. Ý tí pí xô phá gá qua á rá hăng, chữ hăng á, Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ sư Thanh Tâm ơi, sư Thanh Tâm bị sư bị rớt mít rồi sư. Dạ con kính thỉnh lại bàn tay của sư nha sư. Dạ con không biết sư có nghe âm thanh của con không ạ. Dạ con kính thỉnh sư. Dạ sa thú con kính thỉnh giam mít lại cho sư ạ. Dạ mô Phật xin lỗi. Quý vị để ý nha, lần đầu tiên mình đọc mình chịu khó có cây bút chì, mình đánh dấu lên đoạn âm, trường âm. Ví dụ như ý, tí, bí, xô, phá, gá, qua, á, rá, hăng, sấm, ma. Sấm hai chữ M, mình lấy cái bút chì mình tách làm đôi hai chữ ra. Thành chữ M phía trước nó thuộc về chữ phía trước, đọc là sấm, ma. Rồi sấm, bút, đô, ha, sấm, bút, đô. Có người đọc là đô, có người đọc là thô, ha, không sao cả. Rồi quý cha, chữ y là y ngắn đỏ ngầm, hai chữ chê tách cái chữ đó làm đôi ra, đọc là quý cha chá rá ná sấm banh nô ha, sấm banh nô. Quý vị nghe kịp ha? Rồi bây giờ sư thấy tới bây giờ còn một lần cuối cùng nữa, người nào xung phong đi, xong rồi mời MC thôi mời MC đi. Không ai giơ tay thì mời MC bắt đầu buổi học hôm nay nha. Nam Mô Bích Thơ Giá.
Dạ năm dạ con Nguyên Trang, dạ một lần nữa con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, kính đảnh lễ chư Tôn Đức, dạ con kính chào đạo tràng. Dạ sau đây là phần thọ trì tam quy và ngũ giới ạ. Dạ sau đây Nguyên Trang kính mời anh bài. Dạ kính mời anh bài cầm mic để xin giới. Dạ sa thú Nguyên Trang kính gửi mic lại cho anh ạ. Cảm ơn Nguyên Trang. Con kính đảnh lễ ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm. Con kính đảnh lễ Tôn Đức Chư Tăng Ni và kính chào đạo tràng. Bây giờ kính mời đạo tràng cùng con thỉnh Pháp Sư lên thọ trì tam quy ngũ giới. Uka Samayam Bhante Visung Visung Vatkhanatta Yati Sarane Nasaha Panchasila Niyajama Dutiyam Pimayam Bhante Visung Visung Vatkhanatta Yati Sarane Nasaha Panchasila Niyajama Tatiyam Pimayam Bằng tê vi sung vi sung Vakhanatta yati sarane Nasaha panchasila Niyajama. Và con xin kính mời sư Thanh Tâm lên thọ trì tam quy ngũ giới cho chúng con ạ. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Ti sarana gahanang paripunang pháp quy y tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Banati bata ve ramani sikka padang samadhiyami. Adinna dana ve ramani sikka padang samadhiyami.
Kame sumicca chara veramani sikha padang samadhiyami Musa vada veramani sikha padang samadhiyami Surame raya machappa madathana veramani sikha padang samadhiyami. Panatipata Veramani Sitka Padang Samadhiyami Adinnadana Veramani Sitka Padang Samadhiyami Kame Sumichachara Veramani Sitka Padang Samadhiyami Musawada Veramani Sikha Padang Samadhiyami Surame Rayamat Chappamadatthana Veramani Sikha Padang Samadhiyami. Imani pancha sika badani sadukang katoa apamadena nichakalang samarakhi thappang. Chư thiện tính nên thọ trì ngũ giới này cho được trong sạch, phải vẫn giữ hành theo cho đến trọn đời, không nên dễ vui. Sile na sugatin janti, sile na pogasambada, sile na nipputin janti, tasma silang, viso thaye. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ ấy nên chư thiện tính phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lắm nhơ. Sa thú, sa thú, sa thú, lành thay. Con xin tri ân sư Thanh Tâm đã thọ trì tam quy ngũ giới cho chúng con. Bây giờ xin trao mic lại cho Nguyên Trang. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính chào đạo tràng. Dạ, con kính xin đọc sám hối Phật Pháp Tăng. Uttamangena vandeham badaban sung varuttamang Buddhe yo kalito doso Buddho kamatu tang mamang Uttamangena vandeham Thamman jaduk vitham varang Thamme yo kalito doso Thammo kamatu tang mamang Uttamangena vandeham Sankhang jaduk vitho tamang Sangeyo kalito doso Sankho kamatu tang mamang. Dạ, xin trao mic lại cho Nguyên Trang. Sa thú, sa thú. Dạ, con Nguyên Trang. Dạ, một lần nữa con thay mặt, xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Thanh Tâm đã thay mặt chư tăng truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử của chúng con. Và sa thú, sa thú, kính cảm ơn anh Tài, kính cảm ơn Hà đã thọ giới và sám hối Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Và hôm nay là ngày sinh hoạt của Rum. Dạ, sau đây Nguyên Trang mời bàn tay của Nguyên Như nha. Dạ, Nguyên Trang kính mời Nguyên Như lên bắt đầu cái giờ sinh hoạt hàng tuần của mình vào ngày tối thứ tư. Dạ, sa thú, Nguyên Trang kính gửi mic lại cho Nguyên Như. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ, con Nguyên Như con xin kính lãnh lễ sư Thanh Tâm, con xin kính chào ông Năm Bà Năm và con xin kính chào toàn thể quý vị thiền hữu trong đạo tràng. Dạ, hôm nay là cái giờ mà mình học nhóm. Nguyên Như xin phép chư vị mấy phút để Nguyên Như ôn lại cái bài kỳ rồi.
từ cái máy của Thi Lâm nó bị hư, không có thâu được cái chỗ nào. Hôm bữa cái bài ôm nó thành ra xin phép có mấy phút để mà ôm lại cái phần kỳ trước mà mình học ha quý vị. Kỳ trước á, là mình giới thiệu sơ lược về cái đề tài siêu lý học sơ cấp của cái bộ môn Abhidhamma này. Thì giống như chúng ta đã được ôm là cái chữ Abhidhamma, nó được tách ra làm hai phần. Cái phần đầu tiên á, là á phí. Anh Tài có thể đánh lên dùng nguyên như ha anh Tài. Á phí là chữ A, chữ B, chữ H và chữ Y ngắn. Nó có nghĩa là cao siêu. Nó có nghĩa là thù diệu, thù thắng hay là sâu sắc. Và cái phần thứ hai là cái chữ thăm má. Chữ D, chữ H, chữ A, M, MA. Nó có nghĩa là pháp. Và nó cũng có nghĩa là lời giáo huấn hay là lời dạy của Đức Phật. Nó là một cái pháp vô song, có một trong hai trên thế gian này và được dạy từ vị chánh đẳng chánh giác. Thì cái xuất xứ của cái môn Abhidhamma này á, thì Nguyên Như để lời một chút xíu, Nguyên Như sẽ nói lại. Về cái kinh Phật á, thì mình có ba tạng tất cả. Mình có tạng kinh, mình có tạng luật và mình có tạng luận. Cái tạng luận đó mình cũng có thể dùng là tạng vi diệu pháp, có thể dùng cái từ qua lại đều được hết. Cái tạng kinh á, thì mình học đó là những lời giáo huấn mà nó mang tính chế định hơn là những sự quy ước, và nói lên cái đời sống của cái người tu sĩ với cái sự tu tập và những cái việc thiện và việc bất thiện mà Đức Phật dạy mình trong cái cuộc sống hàng ngày để tu tập ra sao. Thì để mà tu tập như vậy á, thì mình có thể là mình học những bài kinh trong cái tạng kinh của Ngài. Rồi về cái tạng luật á, thì nó là những cái giới luật mà được Đức Phật đặt ra, không phải là Ngài đặt liền một lúc, mà có những cái nhân, những duyên, những cái sự kiện xảy ra trong tăng chúng, trong tăng đoàn. Thì lúc đó Đức Phật mới tùy theo cái duyên mà Ngài đặt cái luật. Thành ra mỗi cái điều luật mà chưa tăng học bây giờ á, nó đều có một cái câu chuyện đi theo rất là hay. Mà nếu mà quý vị có cái thời giờ thì có thể đọc thêm để mà mình có thể hiểu thêm, để mà mình hộ độ chưa tăng cho tốt hơn. Và về tạng luận thì cũng có thể được gọi là tạng vi diệu pháp. Đây là một cái tạng cốt lõi tinh hoa của Phật giáo. Thì trong mỗi cái tạng này á, thì trong tạng kinh thì nó được gom lại là có tất cả là 21.000 pháp uẩn. Có những cái chỗ thì người ta gọi là pháp môn, nhưng mà trong giới hạn của cái lớp học mình thì mình dùng pháp uẩn nha quý vị, để cho đừng có lộn. Tự vì nhiều người cứ nghĩ là pháp môn là một cái pháp môn tu tập, thành ra rốt cuộc rồi là mình có mấy chục ngàn cái pháp môn tu tập thì nó rất là khó hiểu. Mà phải hiểu là 84.000 cái lời dạy của Đức Phật thì nó mới là đúng, dễ hiểu hơn cho mình. Thì cái tạng kinh á, nó tất cả có 21.000 cái pháp uẩn. Rồi cái tạng luật á, nó có thêm 21.000 pháp uẩn nữa. Rồi tạng luận thì có nhiều nhất, nó có gấp đôi hai tạng kia là 42.000 pháp uẩn. Thì khi mà quý vị cộng lại ha, 21 và 42.000 thì sẽ thành ra là 84.000 lời dạy của Đức Phật Thích Ca. Rồi về theo văn hoa về cái ba cái tạng này á, mình sẽ ví cái tạng kinh như là những cái bông hoa thơm ngát và rực rỡ. Về cái tạng luật á, mình ví như là cội nguồn hoặc là gốc rễ của các pháp. Và cái tạng luận hay là toạn thắng pháp hay là tạng vi diệu pháp á, thì mình sẽ ví như nó là lõi cây và nó là phần tinh túy của cái cây. Nguyên Như nhắc lại ha, thì có một cái cây á, thì nó nở hoa ra thì kinh. Cái kinh nó rất là đẹp và thơm ngát rực rỡ. Về cái luật á, là nó gốc rễ của cội nguồn và của các pháp. Và về cái tạng luận á, thì nó giống như là cái lõi cây. Rồi hôm bữa là mình đi qua một cái phần á, là lợi ích của cái sự này. Thì khi mà mình học cái môn vi diệu pháp này á, mình sẽ đạt được một cái gọi là tứ vô ngại giải. Tứ vô ngại giải thì cái phần thứ nhất nó là pháp vô ngại giải. Cái phần thứ hai là nghĩa vô ngại giải. Phần thứ ba là từ vô ngại giải.
phần thứ tư là biện vô ngại giải. Cái phần pháp vô ngại giải có nghĩa là mình nhìn về cái những pháp hữu vi, pháp vô vi, những cái pháp vô thường, khổ, vô ngã, mình hiểu cho có chiều sâu, mình hiểu nó là cái gì, mình hiểu nó là thường, vô thường. Về Đức Phật nói thì cái ý nghĩa của lời dạy của Ngài ra sao thì mình có thể được hiểu được khi mà mình học sâu vào cái môn vi diệu pháp này. Về cái nghĩa vô ngại giải có nghĩa là khi mà quý vị nghe một cái chư tăng giảng trong cái bài pháp thì quý vị hiểu được cái nghĩa của nó. Chẳng hạn chư tăng nói về năm uẩn thì quý vị hiểu chư tăng đang nói về cái gì. Chư tăng nói về bốn đế thì quý vị có hiểu là tứ diệu đế, rồi tứ diệu đế nó là cái gì, mà khổ đế nó là cái gì, tập đế có nghĩa là gì. Rồi khi mà cái phần thứ ba đó là mình nói về cái từ vô ngại giải, thì khi mình học như vậy thì mình sẽ học được nhiều từ ngữ lắm. Thứ nhất là mình học, mình đang ở đây là mình nói tiếng Việt, như thí dụ vậy ha. Khi mà mình học vô cái tạng vi diệu pháp á, những cái tiếng Việt của mình á không có hiểu. Chẳng hạn như bây giờ chữ vô ngại giải có nghĩa là sao, rồi cái tâm, tâm sở là sao, nó cũng là tiếng Việt mà mình phải mượn của tiếng Hán, có nghĩa là mình học thêm một thứ tiếng nữa. Rồi mình sẽ học ở trong đây là thêm tiếng Bali, là học thêm một thứ tiếng nữa. Rồi mình sẽ học thêm á, là Nguyên Như sẽ bỏ thêm cho quý vị ở đây, mình ở bên nước ngoài, mình sẽ học thêm một từ tiếng Anh nữa, là coi như là mình học được, nói nôm na là cỡ 4 thứ tiếng đó quý vị. Mà theo cái chi pháp nữa, mỗi cái thứ thì mình có thêm nữa. Chẳng hạn như về tâm, nếu mà mình không học á, thì mình chỉ nghĩ là cái tâm nó là tâm tham, là tâm mình có biết có một chữ tham thôi. Khi vào đây trong học, mình trong vi diệu pháp mình học á, thì mình biết được đến 8 tâm tham lận. Tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ, hợp tà hữu trợ, rồi á, là thọ hỷ hợp tà vô trợ hữu trợ. Mình đọc học thêm được 8 lần nữa, thành ra cái từ ngữ của mình rất là nhiều. Mà quý vị tưởng tượng á, là cái 8 cái tâm tham mình nhân với 4 cái ngôn ngữ của mình học được nữa, là 8 lần 4 là chưa thấy một từ, là mình học được tới 32 chữ rồi. Thành ra cái vốn từ mình rất là phong phú. Thành ra bởi vậy mình phải đi chậm chậm một chút thì mình sẽ học được nhiều hơn. Chứ mình mà cứ đi mình lấy số nhiều đó quý vị, mình sẽ quên hết, tự vì nó nhiều dữ lắm. Dạ. Rồi cái phần đi qua cái phần thứ tư là cái phần cuối cùng á, nó là biện vô ngại giải. Khi mà mình hiểu về cái pháp rồi nè, mình thông qua cái nghĩa và thông qua cái từ, mình giỏi ba cái kia thì nó cộng lại tất cả đó, mình sẽ có được một cái biện vô ngại giải. Có nghĩa là mình có thể, nếu mà cái một bạn đạo mới vào trong lớp, mình có thể có rất là nhiều từ ngữ, mà tùy theo cái khả năng của người đó, tùy theo cái mức độ tu học, tùy theo cái cá tánh của người đó, mà mình có thể dùng cái ý mà của cái cuộc mình hiểu đó, mình giải thích cho cái bạn đó được hiểu cái bài pháp đó, hoặc là mình có thể giải thích được bằng những cái chi pháp và cái mình học được đó quý vị. Nó sẽ có thể là, nếu mà mình học vi diệu pháp thì mình mới nói được như vậy. Còn nếu mà mình không, mình nói dùng cái trừ cái từ mà nó kêu là từ lê thơm á, là từ ở ngoài đời mà mình dùng để mình diễn tả một cái gì trong tâm á, thì thực sự là nó hơi khó một chút xíu, từ vì nó phải có nhiều mình như không biết rằng tiếng Việt là sao ta, nó gọi là technical term đó, là từ mà vô chuyên môn đó, cái từ nó phải cần phải từ chuyên môn thì nó rất là khó. Dạ, cái đó là cái phần mà hôm bữa mình đã học sơ qua trong cái buổi đầu tiên. Thì Nguyên Như dạ thuật ngữ sa thú anh Lý. Cái buổi đầu tiên thì mình học qua cái chỗ đó. Thì hôm bữa đó là Nguyên Như có nghe Hà nói về cái xuất xứ, sơ qua cái xuất xứ mà làm sao mà có cái môn vi diệu pháp này, và mình có được có cần đi học hay không. Thì Nguyên Như thấy có một cái số sách đó họ đi qua rất là sơ sài, nhưng mà khi mà học một thời gian đó, là mình nghe người này người kia nói đó quý vị, mình lại nghi ngờ. Thành ra hôm nay Nguyên Như đi một tí xíu vô. Dạ, lớp còn nghe được con không ạ? À? Dạ, xin cho Nguyên Như tín hiệu ạ. À. Dạ, xa thú Nguyên Trang, anh Phan. Khi mà mình đi qua cái chỗ mà cái xuất xứ và cái về cái môn này á, thì khi mà mình đọc kỹ một chút xíu á, quý vị, mình sẽ có một cái gọi là cái chánh kiến, và mình có cái lòng tin về cái môn này á, thì Nguyên Như nghĩ nó cũng có ích chứ không phải là không. Từ hồi xưa đó, khi mà đi học á,
thì có nhiều vị sư lên chỉ nói là Đức Phật lên cái cung trời rồi Đức Phật dạy lại, rồi có một số sách đó, thì lại nói là cái này không phải của Phật dạy, rồi cái này là của cái những cái vị thánh tăng dạy thôi. Thì theo trong cái bản kinh này á, của thầy kinh và cũng của cái nhà giác chánh, thì chư vị nói á, là khi mà Đức Phật khi mà đến hạ thứ bảy đó, thì ngài lên cái cung trời gọi là Ta Quá Tinh Xá, là cõi trời Đao Lợi, và cũng có thể gọi là Tam Thập Tam Thiên, để mà ngài thuyết cái môn vi diệu pháp này. Ngài thuyết trong vòng 3 tháng. Khi mà ngài thuyết cái môn này thì ngài sẽ đi, khi mà ngài đi trì bình á, thì ngài có giảng qua lại, giảng lại một lần nữa cho ngài Xá Lợi Phất. Rồi Đức Xá Lợi Phất mới về cái lúc mà ở trái đất là mới giảng lại cho chư tỳ kheo. Thành ra Đức Phật không có giảng cái môn này trực tiếp cho chư vị tâm thời đó, mà chỉ dạy cho một mình Đức Xá Lợi Phất mà thôi. Nhưng mà cái thắc mắc á, mà Nguyên Như coi á, là khi mà ngài lên tới cung trời ta quá tinh xác, là cõi trời Đao Lợi á, thì mẹ của ngài lúc này đã là Thiên Nam rồi quý vị. Từ vì quý vị có nhớ là khi mà Đức Phật ra đời á, thì bà chỉ sống có 7 ngày thôi. Lúc đó bà Băng Hà. Mà khi mà bà Hoàng hậu Maya Băng Hà đó, thì ngài thì bà đi về cõi trời Đâu Xuất, tức là cái cõi trời Tushita, chứ bà đâu có ở cõi trời Đao Lợi đâu. Nhưng mà khi Đức Phật giảng đó, thì Đức Phật lại giảng ở cõi trời Đao Lợi, có nghĩa là hai cõi ở phía dưới của cõi trời Đâu Xuất. Tự vì cõi trời Đâu Xuất ở trên bà từ tử cõi Đâu Xuất, xong rồi cách đó một cõi đó là cõi Dạ Ma, tức là Gia Ma, xong rồi mới cõi trời Đao Lợi. Thì Nguyên Như mới thắc mắc là tại sao ngài mới làm như vậy. Thì đi tìm hiểu thì mới biết đó, được chư tăng dạy đó, là khi mà Đức Phật lên giảng, Đức Phật muốn cho mẹ của mình, nếu mà có cái lòng thành mà hiểu đạo, mà muốn học đạo đó, thì bà phải tự thân bà bay từ cái cõi trời cao đi xuống cái cõi trời thấp, để mà bà giảm cái ngã mạn của bà. Đó, Nguyên Như được học vậy thì cái chỗ đó cũng hay á quý vị. Để mà làm giảm cái ngã mạn, xong rồi bà đi xuống như vậy á, thì ở trời cao sang quyền quý ở trên mà bà đi xuống dưới, thì bà học thì bà đỡ cái ngã mạn. Rồi nếu mà bà muốn đắc đạo thì phải bỏ cái bản ngã đi thì bà mới đắc đạo được. Và Đức Phật đã thành công rồi đó quý vị. Từ vì khi mà ngài giảng cái bộ môn này xong á, thì mẹ của ngài là bà Hoàng hậu Maya, lúc đó là bà đã đắc được cái quả là Tu Đà Hoàng. Sau khi mà nghe được cái môn vi diệu pháp này, nghe rất là xa thú quý vị ha. Thì cái cõi trời, ở cõi trời Đao Lợi đó, khi mà ngài giảng đó, thì một ngày một đêm của cái cõi trời này á, nó là bằng 100 năm ở cõi người mình. Thì tính ra mà cái tuổi thọ của những cái vị trời ở cõi Đao Lợi á, là họ sống 1.000 năm. 1.000 năm chứ không phải như ở dưới mình 100 năm cõi nhân loại ha. Họ sống 1.000 năm. Mà nếu mà một ngày một đêm là bằng 100 năm ở cõi người mình, thì có nghĩa là 1.000 năm cái tuổi thọ của họ đó là nó tương đương với tuổi thọ của cõi nhân loại mình là 36 triệu năm đó quý vị. Thành ra khi mà ngài giảng ở trên đó đó, thì nói là ngài giảng dạy suốt 3 tháng. Nhưng mà quý vị tính ra thử 3 tháng ở trên cõi trời, ba tháng của trong kinh nói là ba tháng của cõi người, nhưng mà của cõi trời hình như nó có ngắn lắm, ba tháng nhân loại thôi, đúng rồi đó anh Lý. Thành ra ngài dạy coi như có một buổi ha, 3 tiếng đồng hồ vậy thôi đó, mà bao nhiêu chư thiên họ có thể họ đắc đạo, nghe rất là xa thú phải không quý vị. Rồi khi mà mình đi sâu vô một chút xíu nữa về cái phần mà Nguyên Như thấy có nhiều người cũng có cái thắc mắc, mà những cái thắc mắc họ cũng là hay lắm chứ không phải là không. Thành ra Nguyên Như đem ra chia sẻ để cho mọi người hiểu thêm ha. Có nhiều người nói á, là tại sao mà mình phải đi học vi diệu pháp vậy, không có đi học nó cũng đọc hiểu được kinh Phật mà. Rồi có nhiều người đâu có học vi diệu pháp đâu, họ vẫn có thể chứng thánh được, thì tại sao mà mình phải học.
thì khi sau khi mà nghe thầy kinh dạy nè, rồi Nguyên Như đọc thêm chỗ này chỗ kia, như thấy cái những cái câu trả lời nó cũng hay lắm. Nguyên Như để quý vị tham khảo thử ha. Có nhiều người người ta nói á, là khi mà mình học được một cái vi diệu pháp đó, thiệt ra nó cũng không phải là một cái này giống như những cái chìa khóa để mở cửa, giống như là mình đọc một cái code vậy đó quý vị. Ví dụ như Đức Phật nói là năm uẩn. Nếu mà quý vị không có học vi diệu pháp á, thì quý vị hiểu năm uẩn là sao? Sắc, thanh, thờ, sắc, thanh, hương, vị, xúc hả? Sắc thọ tưởng hành thức. Rồi mình hiểu sắc quẩn là vậy. Khi mà mình học vô cái môn vi diệu pháp này rồi á, thì mình nghĩ thức là gì? Thức là cái tâm. Thì nếu mà mình không học á, thì mình chỉ hiểu thức là cái tâm. Mà khi mà mình vô học rồi á, mình nói wow, đâu phải thức là một cái tâm đơn giản vậy. Nó là 121 tâm. Mà trong khi 121 tâm này á, có đến 40 tâm siêu thế nè, 27 tâm đáo đại nè, rồi 54 tâm dục giới. Trong khi 54 tâm dục giới này lại chia làm 3. Tâm dục giới là có cái tâm dục giới, rồi tịnh hảo, tâm dục giới vô tịnh hảo nữa. Rồi trong tâm dục giới vô tịnh hảo nó lại chia ra tâm bất thiện nữa. Rồi tâm bất thiện nó lại trong cái tâm bất thiện, nó lại có cái tâm vô nhân ở tâm dục giới vô tịnh hảo nữa. Nó sâu xa như vậy, chứ nó đâu có đơn giản là một cái chữ thức. Nếu mà mình nói một cái chữ thức là cái tâm á, thì nếu mà so ra thì nó quá là cái từ ngữ của mình quá nghèo, trong khi cái bài giảng của Đức Phật nó sâu xa tới như vậy. Giống như hồi nãy giờ như kể mà quý vị thấy không, mình học có một chữ thức à, thì nó nghèo quá. Thì nếu mà nó cái từ ngữ mình nó nghèo quá thì mình không thể nào mà hiểu được cái lời của Đức Phật. Ý Nguyên Như nói ở đây là không có phải là mình học rồi mình hiểu được hết ý của Ngài đâu, nhưng mà mình học nhiều như vậy rồi mà mình vẫn thấy cái ý nghĩa của Ngài nó sâu xa thì nó làm không học làm sao hiểu được quý vị. Rồi có một số thì hỏi là khi mà mình không học như vậy đó, mình người ta vẫn đắc, thì đi kiếm lại thì cũng có nhiều vị đắc thiệt á. Giống như là cũng có cái vị sư, quý vị có nhớ là không có thuộc được một bài kinh nào, quý vị nhớ không? Mà cầm cái khăn tay mà cứ chà qua chà lại cho nó đen á, rồi cũng vẫn hiểu được vô thường, vẫn đắc được thánh quả. Rồi có nhiều vị đó là thấy cái lá vàng rơi cũng đắc được Phật độc giác. Rồi có một cái thiếu phụ là khi mà người thân chết hết khổ quá rồi đi tu đó quý vị. Rồi đến khi mà rửa chân á, mà nhìn thấy cái nước á, nó rớt xuống cái chân mình á, họ bà cũng đắc được cái đạo quả. Nhưng mà nghĩ lại đó là những cái vị đó là tu bao nhiêu kiếp đó quý vị. Mình không phải là những cái vị đó. Thành ra mình cứ ngồi mình trả giá như vậy thì Nguyên Như nghĩ nó cũng không có đúng lắm. Tự vì những cái vị đó quá giỏi, những cái vị đó mà cũng xuất sắc, thành ra nó mới bị đi vào kinh điển. Mà mình cứ dịnh vô những cái người mà giỏi xuất sắc như vậy để mà mình nói mình không cần học, thì Nguyên Như nghĩ là mình cũng hơi có cái không biết gọi là có cái kêu là chưa có đủ tư lương để mà so sánh như vậy, phải không quý vị? Chẳng hạn như giờ ở trong đời sống mình bình thường, có những cái người họ đâu có cần đi học, họ không có đi học ra trường, họ không có học kỹ sư, học không bác sĩ gì hết, họ mở cái business ra, họ có thể thành triệu phú, tỷ phú, có chứ phải là không. Nhưng mà bình thường quý vị sinh ra một người con, quý vị có dám là cho nó không có đi học gì hết, để mà quý vị cứ ngồi đó quý vị nghĩ là ồ, con mình nó thông minh cả hơn tất cả những đứa còn lại, nó không cần đi học gì hết, rồi quý vị có dám chắc chắn là nó sẽ ra nó thành công không? Hay là thôi mình ra mình cho nó đi học đi, cho nó bảo đảm, cho nó có kiến thức, cho nó cái gọi là có cái chuẩn ở trong xã hội thì nó bảo đảm hơn. Thì mình học như nghĩ cái đó nó cũng có lý. Tự gì khi mà mình đi học môn cái học môn diệu pháp này nè, nó giống như một cái bản đồ. Mình đi đường xa, mình có một cái bản đồ, mình có một cái navigation ở trong cái máy xe của mình, thì mình bảo đảm mình không có lạc thôi quý vị. Kêu là mình đứng ở bên cái phần mà chắc ăn đó, mình đứng ở chỗ chắc ăn đó, thì mình học cái môn này nó bảo đảm hơn. Ít nhất là mình đi đâu, mình ai nói cái gì mình cũng hiểu, mà ai cái nói gì trật hay trúng mình cũng hiểu. Tại sao? Tự vì cái chi pháp nó rõ ràng rành mạch, nó giống như một cộng hộp là hai gì đó. Rồi quý vị không có thuộc bản cửu chương, rồi mình cứ lấy ngón mình đếm một hồi mình đến lộn cũng đâu có biết đâu.
rồi cái người đó dạy mình họ không học bản cuốn chương, mình cũng đâu có biết mà họ cũng không biết luôn đó. Thành ra Nguyên Như nghĩ khi mà mình học cái này đó không có phải cao siêu gì đâu, mà mình cái này là Nguyên Như thấy là mình rất là cần. Từ khi mà quý vị học vô rồi á, quý vị thấy không có học cái môn này thì nó khó hiểu hơn cho mình lắm, mình khổ lắm. Mà khi mà mình đi học thiền với những cái chư đại thiền sư đó quý vị, người ta học diệu pháp người ta học giỏi dữ lắm. Người ta nói một cái hả là toàn là ở trong cái quận, giống như là quận xứ giới đế, người ta nói ào ào ra luôn. Người ta nói giống như là người ta hồi xưa người ta sống những cái đó quen rồi, mà mình không hiểu được cái gì mà mình đòi đi tu thiền theo cái hiểu của người ta thì Nguyên Như nghĩ rất là khó. Thành ra nếu mà mình hỏi là mình có cần học vi diệu pháp để mà mình đắc thánh đạo thánh quả hay không, thì cái câu trả lời là không có cần. Nhưng mà vi diệu pháp có cần cho tứ niệm xứ, có cần để mình hành thiện cho tốt hay không, có cần để hiểu kinh hay không, cần có cần và để đọc vô tra rồi mà cái kiến thức cái vi diệu pháp mình học được có tốt hay không, thì dạ xin thưa tất cả mọi vị mà học rồi á thì cũng như thấy ở trong sách đều nói là rất là cần thiết. Nhưng mà họ chỉ không nói là không có nhất định phải đắc đạo quả, từ vì trong kinh đã chứng minh rồi là có những vị là không có cần học là đắc liền đó. Thành ra Nguyên Như thấy là khi mà mình có học rồi nó chắc ăn hơn. Giống như mình đi đầu xa có một cái kim chỉ nam nè, có một cái navigation, có cái máy chỉ đường, có bản đồ thì đương nhiên là đỡ hơn rồi. Còn có nhiều người mà họ giỏi đường, họ nhớ tên đường, cái đó là cái chuyện đặc biệt của họ. Mình cứ lấy phần chắc mình làm, mình cứ đi chậm chậm thôi quý vị. Không, cái gì mà không hiểu đó thì mình cứ việc hỏi, chứ không có nhất định là mình phải đi cho lẹ. Từ cái này á, khi mà mình hiểu, quý vị mà hiểu rồi đó, quý vị phải trở thành giống như một cái phần kiến thức của mình. Chẳng hạn như bây giờ mình đi vô trong nhà bếp, mình biết cái hũ muối nó màu trắng, cái hũ đường nó màu vàng và cái chất giấm là chua. Rồi á là khi mà mình nấu một cái nồi canh nó hơi lạc một chút xíu, mình biết đó là mình bỏ đường và bỏ muối vô thì sẽ ngon hơn. Chứ chưa chắc là mình bỏ chanh, nhiều khi nó chua lắm rồi, nhưng mà mình lại thấy lạc lạc mình lại bỏ chanh thêm là nó không có đúng, mình phải bỏ đường với bỏ muối mới được. Nhưng mà biết bỏ đường bỏ muối thì mình phải biết hũ đường tính chất là gì, hũ muối tính chất là gì. Khi mà mình học cái môn di diệu pháp này đúng á quý vị, là mình phải biết rằng những cái tâm sở, những cái đặc tính của nó, sắc là gì, rồi á, cái rupa là gì, cetasika là gì, mình phải rành luôn. Chứ mình không có học được cái kiểu như là cưỡi ngựa xem hoa, rồi mình học lên cuốn 1, cuốn 2 mà mình không hiểu gì hết. Mình phải xài được đó quý vị. Tự vì khi mà mình cứ tập, mình chia pháp, mình chia cho nhuyễn, chia qua chia lại như vậy á, thì khi mà nó mình càng rành rồi á, thì nó trở thành một cái phần hiểu của mình, một cái từ ngữ của mình luôn, thì mình mới có thể gọi là mình hiểu di diệu pháp, chứ mình không phải nói mà tơ lơ mơ được. Thành ra ý của Nguyên Như muốn nói á, là khi mà mình học chung nhóm với nhau gì nè, thì quý vị có cái chỗ nào mà quý vị biết được rồi mà Nguyên Như chưa biết được, thì sau khi mà Nguyên Như lên trình bày xong á, thì quý vị cứ mình cứ việc bổ sung lên ha, thì mình có thể làm cho những cái chánh tri kiến của mình là có thể được cải thiện lại, hoặc là mình có biết được thêm nhiều điều mới. Tự vì có thể là nhiều người đi học 3 lần rồi nhưng mà không có biết là cái lý do tại sao mà Đức Phật lại xuống ở cõi Đao Lợi mà giảng mà không có lên cõi Đâu Xuất. Tự vì có nhiều vị cũng chưa có học cái chỗ đó. Thành ra ý của Nguyên nói là cái môn này nó rất là sâu xa, tùy theo cái vị thầy của mình. Cái vị đó đi cái hướng nào đi vào trong cái môn của mình, chứ không có ai gọi là hiểu hết toàn diện, tự vì nó nhiều lắm quý vị. Cái chỗ còn một cái chỗ này nữa nè, khi mà mình học cái môn này thì coi như là mình chia sẻ một cái chi pháp, một cái chữ. Nói chung là coi như mình nói cái chữ khổ đi, quý vị chia ra làm nhiều và nhỏ và theo cái chi pháp, theo rất là nhiều như vậy thì mình học như vậy mình học vững dữ lắm. Ngoài cái phần gọi là tứ vô ngại giải đó, khi mà mình học được cái môn vi diệu pháp
mình rành rồi á, thì nó giống như là mình biết được cái chỗ nào đúng và cái chỗ nào sai. Mình khi mà mình đọc một cái cuốn sách á, thì mình biết là cái cuốn sách đó viết về cái này là viết có đúng hay không luôn á quý vị, là quý vị sẽ thấy được nó lạ lắm. Rồi khi mà có một cái chỗ thì giống như thầy Kinh có nói này nè, khi mà Đức Phật còn tại thế đó, những vị thánh tăng thì hỏi Đức Phật là cái nguyên nhân gì mà nó làm cho khu rừng mà sáng chói lên. Thì có một cái câu trả lời là khi mà hai vị tỷ khưu mà đàm luận về cái Abhidhamma này nè, cái tạng vi diệu pháp này, nó sẽ làm cho cái khu rừng chói sáng. Tự vì cái môn này á, thì thuộc loại là tuệ cao, thành ra khi mà mình học á, thì cái lượng chất xám của mình, tập trung của mình rất là nhiều. Và khi mà giống như là thầy Kinh hay dạy mà thầy hai cái câu hỏi đó, thì nó làm cho những cái tâm thiện của mình á, cái tập trung của mình á, nó sẽ kêu là nó bỏ vô guồng máy, nó chạy hết hết tối đa luôn. Thành ra mình sẽ gọi là tăng được cái tuệ của mình lên. Và học nếu mà mình học tới học lui với nhau như vậy nè quý vị, thì nó rất là bổ ích. Có một cái chỗ nữa là khi mà mình học cái pháp cú kinh đó quý vị, cái đó là về phần kinh Nguyên Như nói ha. Khi mà mình học tới cái chỗ mà Đức Phật dạy là đừng làm các điều ác, hãy làm các điều lành. Nếu mà quý vị thấy mình chưa có học vi diệu pháp á, thì mình đọc thì Đức Phật chỉ kêu đừng làm điều ác, hãy làm các điều lành thôi. Nhưng mà khi mà mình học vô trong cái chi pháp của vi diệu pháp rồi, điều ác đâu có đơn giản là điều ác vậy. Kusala tham má, akusala tham má, có bao nhiêu pháp. Điều ác thì những cái gì mới gọi là điều ác, những cái gì không gọi là điều ác, cái gì liên quan đến tâm bất thiện, và 14 cái tâm sở bất thiện là điều bất thiện. Còn cái gì mà điều lành thì nó bắt buộc phải có 25 tâm sở tịnh hảo ở trong, chứ đâu có phải đơn giản là rồi cái tâm thiền, tâm thiện, rồi tâm dục giới, cái tâm nào vô là nguyên một cái bài pháp nữa rồi quý vị. Thấy không? Chứ đâu phải là tự nhiên cái đừng làm các điều ác, hãy làm các điều lành. Mà điều ác định nghĩa là sao, chi pháp là sao, điều lành định nghĩa là sao, chi pháp là sao, mình đâu có nói được đâu. Mình chỉ ngừng đến chỗ lành và ác hết. Cái chữ thiện và chữ ác trong đạo Phật nó nhiều lắm quý vị. Mà ở trong cái tạng vi diệu pháp này á, khi mình học á, thì mình sẽ tập trung vô 4 cái phần rất là chính yếu. Thứ nhất á, là mình học về tâm. Nếu mà quý vị nào có cái bảng niêu ở phía trước á, quý vị có thể lấy ra ha. Mình đi qua cái chỗ mà 4 cái vấn đề đặc tính chủ yếu của cái vi diệu pháp của mình. Cái trên cái bảng vi diệu pháp á, thì nó có chia ra làm 2 phần, phần trên và phần ở phía dưới. Phần ở phía dưới á, là 2 cái hàng nhỏ nhỏ ở chỗ mà quý vị thấy chữ danh chế định với nghĩa chế định đó. Thì 2 cái phần đó là tục đế hết. Cái phần còn lại ở trên, ở phía trên đó là chân đế. Khi mà chân đế đó thì cái vi diệu pháp mình á, chỉ giới thiệu sơ qua là cái danh chế định với cái chi nghĩa chế định là tục đế thôi. Phần còn lại mình nói sâu, rất là sâu ở phía bên trong là về cái chân đế. Thì chân đế nó sẽ chia ra làm 2 loại là chân đế hữu vi và chân đế vô vi. Chân đế vô vi là cái cục màu vàng, tụi mình hay gọi là cục xoay giò đó quý vị nhớ không? Đó, cái cục xoay giò màu vàng ở bên tay phải, ở phía dưới đó bự thiệt là bự, gọi là Nibbana, chân đế vô vi. Phần còn lại hết đó là chân đế hữu vi. Thì trong cái tạng vi diệu pháp này mình học có 4 phần lớn ở trên đó là tâm. Là khi mà quý vị chia cái lấy phần ở trên chia ra làm 2 á, thì cái phần bự ở phía bên trái của quý vị á, là nó có tất cả là 121 tâm, hoặc có chỗ gọi là 89 hay là 121 đó. Thì cái đó gọi là cái phần tâm là Chitta, tiếng Pali là Chitta. Cái phần bên phải phía trên thì gọi là Chetasika, là sở hữu tâm hay còn gọi là tâm sở. Thì nó có 52. Ở đây cũng có thể gọi là thành phần phụ thuộc của tâm đó quý vị.
một cái là tâm, một cái là tâm sở hay là thành phần phụ thuộc của tâm là cetasika. Cái phần ở phía dưới tập sở, quý vị thấy có nhiều cái vòng tròn đó, nó gọi là địa thủy hỏa phong đó quý vị, hay là cái chỗ rupa đó, đó cái chỗ phần đó là cái phần sắc pháp. Cái phần sắc pháp là nó là những thành phần vật chất thôi, tức là mình hay gọi là mình nghe mấy vị thiền sư hay nói danh sắc đó, thì cái danh á chính là citta và cái cetasika. Là cái đó là phần danh, tâm tâm sở gom lại là danh. Còn sắc đó chính là cái phần sắc pháp đó ở dưới này. Thành ra phía trên nó nguyên như ôm lại ha. Phía trên á thì gồm có tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Cái niết bàn là cái cục xoay giò rồi đó. Cái đó là chân đế vô vi. Cái chân đế hữu vi còn lại đó thì mình gọi là tâm, tâm sở và sắc pháp. Hay nói chung á là danh sắc. Khi mà mình gom muốn gom cái phần danh chung á là tâm, tâm sở chung được gọi là danh. Cái rupa thì gọi là sắc. Thì khi mà mình học cái môn vi diệu pháp này á, tóm lại là vi diệu pháp mình dạy cái gì? Nó là dạy ta sâu sắc, chuyên sâu vô về tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn. Nó chia chẻ ra những chi pháp. Chưa nói gì về cái này gọi là cái technical, tức là giống như anh Lý nói hồi nãy đó là thuật ngữ đó, sa thú anh Lý. Là khi vô đây, người ta chỉ cho mình á, là cái sự vận hành của tâm, tâm sở, sắc pháp. Nó vận hành ở sao trong cái tâm của một chúng sanh mình. Rồi á, mình mới dùng cái kiến thức của mình á, mình mới đi học kinh. Thành ra nếu mà mình đi học, mình đọc một cái bài kinh Phật, mình cũng hiểu được theo cái hiểu mà mình hiểu từ xưa tới giờ của cái tục đế đó quý vị, thì mình sẽ đem cái tục đế mình hiểu vô cái bài kinh của Phật. Nhưng mà khi mà mình học như diệu pháp rồi á, quý vị học thử khoảng vài tháng một năm, quý vị đọc ngược lại cái bài kinh đó, quý vị hết hồn luôn, bật ngửa luôn á. Tức là sao mà nó hay, mà nó sâu xa kinh khủng luôn. Thành ra như hay nghe Chư Tăng nói là cái bài, những cái bài kinh Phật nó sâu như đại dương vậy đó. Thành ra nếu mà mình đi một chút xíu thì mình thấy nó có tới mắt cá thôi. Đi một chút xíu nữa thấy tới đầu gối, đi một chút xíu nữa rồi thấy đến ngang bụng, đến giữa đại dương. Quý vị thấy không, nó bao nhiêu trăm ngàn cái mao, cái km ở dưới. Thành ra tùy theo cái mình hiểu, cái nào mà mình hiểu cái kinh Phật đến chỗ đó, mà cái di diệu pháp là một cái con đường mà mình có thể đi được, mà mình có những cái gì hướng dẫn cho mình đàng hoàng, từ ở đâu, từ điểm A đến điểm B, những cái định nghĩa rất là rõ ràng. Và quý vị muốn tra cứu thêm sách vở, quý vị vẫn có thể tra cứu được. Tức là nó là những cái công thức hết, không có một cái gì mà khó hiểu ở đây, chỉ có chịu khó là nó rất là nhiều. Như sẽ quên liền trước là nó rất là nhiều. Mà nếu mà không có hiểu thì mình phải cùng với nhau, mình nghiên cứu với nhau, rồi mình có thể sắp tập vở đi hỏi thầy thì nó mới chịu nổi. Còn nếu mà quý vị học cứ sơ sơ là quý vị sẽ không hiểu được. Và cái phần đầu tiên, giống như mấy hôm nay là Nguyên Như xin thỉnh với Sư Tâm á, là sẽ cho lớp mình học thêm cái phần chia pháp, phần gồm pháp và cái phần định nghĩa danh từ thôi. Mình sẽ ráng học cái bài định nghĩa danh từ để mà mình có thể hiểu sơ qua về cái những cái vòng tròn của cái tâm này. Dạ Sa Thú Hà, còn cái phần mà Nibbana nữa thì nó chính là cái sự vắng lặng của các pháp hữu vi. Tức là khi mà mình học á, mình sẽ học một cái phần thực tính pháp, một cái bài về cái chân đế vô vi này. Mà cái chân lý hữu vi là cái sự xuất ra khỏi thế gian, là những cái phần mà mình học ở đây là hữu vi, thì cái phần còn lại đó chính là vô vi. Nó hơi trừu tiện một chút, nó hơi khó một chút. Thành ra mình sẽ để cái này giống như gần cuối để mà mình học. Tự vì khi mà mình hiểu tất cả những cái pháp về hữu vi rồi, thì cái phần còn lại không phải hữu vi đó chính là cái pháp hữu vi. Chính hữu vi mà khi mà quý vị hiểu rồi á, thì quý vị biết được nó là cái gì hơn là bây giờ nếu mà tự nhiên mình nhảy vô mà mình tưởng tượng vô vi thì gì nó rất là khó. Dạ. Bây giờ là còn 15 phút nữa, như sẽ đi sơ qua cho lớp mình cái chỗ mà cái phần chi pháp đó quý vị. Hồi nãy Quỳnh Như giới thiệu sơ qua về cái tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn rồi ha. Khi quý vị vài bữa có cái
cái ôn cái phần mà chi pháp đó. Nếu mà quý vị có thể học thuộc lòng cái phần chi pháp thì nó như cái bản cửu chương vậy á. Quý vị không có học thuộc á thì nó rất là khó. Tự vì cái nếu mà học thuộc rồi á thì khi mà mình nói trên lớp á, quý vị rõ ràng quý vị nằm ở chỗ nào thì quý vị sẽ nhớ hơn. Bây giờ cũng như sẽ đi sơ qua. Lớp mình chắc có bài hết rồi hả? Hôm bữa lên trên Facebook của bé Châu download được hết cái bài của thầy Kinh rồi ha. Cái này là nó nằm trong trang 2. Trong trang 2 thì cái chỗ mà tất cả là pháp đó. Thì cái phần hồi xưa thầy Kinh dạy đó, thì thầy Kinh mới nói cũng dạy mình như vậy nè, tất cả là pháp. Là tức là ý thầy nói là nguyên một cái bản niêu của mình á là cái tất cả là pháp. Khi mà mình nói pháp được chia có hai đó, pháp tục đế, thì cái phần nào á mà mình nói trước á là mình sẽ để qua một bên, cái phần mà mình nói sau á mình lấy đem chi tiết ha. Bây giờ như gọi lại là tất cả là pháp, pháp tục đế và pháp chân đế. Thì cái chữ pháp tục đế á như nói trước, cái phần còn lại mình đi mới đi chia. Thành ra quý vị nhìn lên bảng niêu, cái pháp tục đế là nó ít nhất nó nằm ở dưới cùng của cái bảng niêu, là cái danh chế định và nghĩa chế định đó. Thành ra lúc đó là nguyên như để qua một bên. Bây giờ còn lại là pháp chân đế. Thì có chỗ á, thì Chư Tăng gọi là pháp tục đế, còn lại là pháp chân đế. Có chỗ á, Chư Tăng không có dùng chữ còn lại là, quý vị muốn sao cũng được ha quý vị. Hồi xưa thầy Kinh bắt nói chữ còn lại là để cho mình biết á, cái phần còn lại là mình đi chia. Đó, cái ý nghĩa của thầy muốn mình học là như vậy. Thì pháp tục đế, còn lại là pháp chân đế. Rồi quý vị mới lấy pháp chân đế đi chia tiếp. Pháp chân đế được chia làm hai. Chân đế vô vi là cái cục xoay giò hồi nãy ha. Rồi lấy đem ra. Phần còn lại là chân đế hữu vi, là nguyên một cái bảng còn lại nó thiệt là bự đó, là chân đế hữu vi. Rồi Nguyên Như mới lấy tiếp chân đế hữu vi, nó được chia làm hai. Nguyên Như lấy cái phần sắc pháp Nguyên Như bỏ ra, sắc pháp, còn lại là danh pháp. Quý vị theo được ha? Quý vị có theo được không? Nguyên Trang có theo được Nguyên Như không? Cho tín hiệu nha. Nguyên Như có đi lẹ quá không vậy? Đi lẹ, đi vậy ok không? Hay là hơi lẹ rồi? Ok. Ok ha. Bây giờ Nguyên Như lấy á, chân đế hữu vi, chân đế hữu vi Nguyên Như chia làm hai, thì lấy sắc pháp ra, còn lại là danh pháp. Khi mà danh pháp á, mình lấy ra mình để ra một bên, sắc pháp mình để ra một bên rồi, danh pháp á, thì được chia làm hai, thì Nguyên Như sẽ lấy là sở hữu để qua một bên, còn lại là tâm. Khi mà tâm á, lúc này á, thì mình sẽ đi chia, tâm á, sẽ được chia làm hai phần. Tâm siêu thế, tâm siêu thế là tâm của các quý vị đắc ra sơ đạo sơ quả đó, thì còn lại là tâm hiệp thế. Rồi quý vị thấy nhìn lên cái chỗ mà tâm hiệp thế, nguyên cái phần còn lại của cái bảng niêu bên tay bên tay trái phía trên đó, khi mà tâm hiệp thế đó như lại chia làm hai nữa là tâm đáo đại và tâm dục giới. Tâm đáo đại thì nó gồm có hai đó quý vị, là sắc giới và vô sắc giới. Khi mà chia làm hai đó thì tâm đáo đại Nguyên Như lấy ra rồi, bây giờ còn lại là tâm dục giới. Rồi bây giờ quý vị thấy cái chỗ nào mà 54 tâm dục giới rồi ha. Rồi tâm dục giới mình lại tiếp tục mình chia làm hai, là tâm dục giới tịnh hảo và tâm dục giới vô tịnh hảo. Cái tâm dục giới vô tịnh hảo, cái tịnh hảo quý vị có thấy là 24 không? Rồi mình lấy và để qua một bên luôn. Mình bắt đầu mình lấy tâm dục giới vô tịnh hảo mình đi chia làm hai. Lúc này nó còn lại 30 tâm thôi. Thì tâm dục giới vô tịnh hảo đi chia làm hai là tâm vô nhân và tâm bất thiện. Lấy cái tâm vô nhân để qua một bên luôn. Cái cuối cùng mình sẽ chia tâm bất thiện thôi. Thì tâm bất thiện còn lại là tâm tham, tâm sân và tâm si. Đó, cái cách chia pháp là như vậy đó. Thì khi mà tâm tham, tâm sân, tâm si, khi mà mình chia xong rồi á, là 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si, bắt đầu mình lại đi tiếp xuống, mình lụm 18 tâm vô nhân mình chia nhỏ ra, mình lụm 24 tâm dục giới tình hảo mình chia nhỏ ra. Thành ra nếu mà quý vị nào có thể lên được cái Facebook Nguyên Như Kỳ Viên á, quý vị sẽ download cái bài Nguyên Như post lại, là cái chỗ mà phần chia pháp và phần gồm pháp của Ngài Bửu Chánh đó.
quý vị đọc lại cái chỗ đó thì Nguyên Như đã đánh máy và cuộc của Ngài cho ra đó là đánh máy theo từng chữ luôn. Quý vị cứ theo cái bài đó, quý vị học thuộc cái bản đó, đó là chắc mẩm là mình đã vững lắm rồi đó. Thuộc cái đó là rất là ok. Tự vì khi mà sau này vô nghe thầy kinh giảng hay là trong lớp học mình đi tới đâu, quý vị sẽ hiểu được cái chỗ đó mà không có bị lộn nữa ha. Rồi bây giờ Nguyên Như xin nhường mic lại cho đạo tràng, có thể mời anh Lý lên, có thể là gồm lại những cái bài mình học hôm nay. Ồ, xa thú quá. Và có thể anh bài có thể lên gom lại những cái mà mình ôn lại hôm nay để cho chắc ăn. Rồi khi mà cái phần vô tuần sau đó là mình sao cái về danh chế định và nghĩa chế định. Nếu mà quý vị có thể đọc trước ở nhà, kỳ sau mình sẽ lên. Nếu mà đủ giờ đó mình sẽ có thể cho cái thí dụ, mỗi người lên sẽ cho thí dụ của phần danh chế định là gì và nghĩa chế định là gì. Nếu mà không đủ giờ thì mình chỉ học danh chế định thôi. Quý vị nhìn như vậy nha, đến khi mà mình đọc rồi đó, thì sẽ rất là lộng cộng đó nha. Tự vì Nguyên Như cũng muốn là mọi người có thể rành, kêu là bước ra trong lớp này mình ôm xong là mình rành luôn, chứ không phải là dòm bảng mà nói nữa, coi như nghiễn luôn đó. Dạ, em thấy anh Chánh Tâm có câu hỏi, xin mời anh ạ. Dạ. Con xin kính đánh lễ ba ngôi Tam Bảo, và con xin kính đánh lễ Đức Tăng Ni, và xin kính chào đạo tràng. Nguyên Như mình có thắc mắc là nói quen Đức Phật trên cõi trời Đao Lợi 3 tháng để thuyết pháp cho mẹ, nhưng mà nếu mà nói trên cõi trời Đao Lợi, nếu mà một ngày một đêm ấy bằng 50 năm ở dưới cõi cõi người, vậy nếu mà 3 tháng, nếu mà xuống đây là người ta, mấy người ở đây mất hết rồi. Mình không hiểu là tại sao nói là 3 tháng trên cõi trời. Mình thắc mắc cái đó thì có thể giải thích mình không? Tại vì cõi trời mà một ngày một đêm giống như là 50 năm hay 100 năm ở dưới đây, mà 3 tháng trên đó là sao mà đó, mình hơi thắc mắc á, xin giải thích giùm á, cảm ơn ạ. Dạ, sa thú anh Chánh Tâm, không phải là 3 tháng cõi trời anh, mà là 3 tháng cõi người. Chứ không phải là 3 tháng cõi trời nha anh. Thành ra là tính ra giống như hồi nãy anh Lý có bấm lên là khoảng 3 tiếng đồng hồ ở trên trời thôi. Là ở mình là 3 tháng. Thì khi mà Đức Phật giảng như vậy thì ở dưới mình thấy lâu là Đức Phật mất tiêu luôn. Nhưng mà khi mà Đức Phật đi trì bình á, thì theo em biết á, là Ngài đi trì bình theo cái giờ khác nữa, chứ không phải là giờ cõi trời. Tự vì ở cõi trời mà nếu mà tính ra 3 tiếng á, là mình đói bụng cũng nhiều ngày lắm. Thành ra Đức Phật đi mà Ngài đi trì bình, em nghe, em được học là không có phải ở cõi nhân gian nữa, mà ở một cái châu khác nữa. Thành ra tự vì cái đồ ăn ở bên đó họ thuần khiết hơn ở cõi nhân gian. Thành ra Đức Phật đi ăn như vậy thì nó ok hơn ở cõi thế gian của cái cõi nhân loại của mình đó anh. Dạ. Bác của Lôi Châu đúng rồi đó anh Lý, em không có nhớ. Ngài đi trì bình ở bên đó rồi á, khi mà Ngài đi về á, thì Ngài ghé qua, Ngài kể lại cho Đức Xá Lợi Phất nghe về những cái chi pháp mà Ngài dạy, rồi Đức Xá Lợi Phất mới về giảng với mình. Dạ, mà một chỗ nữa là em nghe nói đó là khi mà Đức Phật giảng như vậy á, thì khi mà Ngài đi trì bình á, là Ngài phân thân ra. Cái phần mà Ngài còn ở trên đó đó thì Ngài vẫn dạy, không ai biết là Ngài đi, Đức Phật thiệt đi trì bình hết. Mà Ngài cầm cái bình bát, Ngài ôm đi, rồi khi Ngài về á, thì Ngài mới nhập vô cái thân. Thành ra cái chỗ này á, thì hình như là sư Giác Nguyên có dạy, nhưng mà sư nói cái chỗ này nó hơi phong thần, thành ra không có đem ra nhiều. Nhưng mà cái đó là Nguyên Như học cũng có của sư phụ đó. Dạ, bây giờ em có thể nhường mic lại cho anh Lý. Anh Lý có thể summarize lại ngắn gọn, rồi cái cho mọi người lên một lần nữa để ôm chắc cái bài này. Cái chỗ này em thấy cũng hay đó anh Lý. Anh Lý có thêm cái ý gì nữa thêm thì cho lớp thêm. Dạ, Nguyên Như xin nhường mic lại cho anh nè.
Dạ Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sanghaya. Con xin kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo cũng như xin kính chào chư Tăng Ni và kính chào Đạo Tràng. Nguyên Như ơi, cái thời gian nó cũng rất là eo hẹp, mà bây giờ nếu mà summarize lại tất cả những gì Nguyên Như nói từ nãy giờ hơn cái tiếng đồng hồ thì mình nghĩ cách tốt hơn là có ai có câu hỏi về những cái phần nào giống như anh Chánh Tâm vậy đó. Có ai có những câu hỏi nào về cái phần mà Nguyên Như mới vừa trình bày thì chúng ta có thể giải quyết được liền và đã thông những cái sự thắc mắc thì nó tốt hơn, là tại vì nãy giờ thì nó cũng có cái phần tiểu sử Đức Phật vào cái hạ thứ bảy, ngày bước thứ nhất là lên cái đỉnh của cây xoài, bước thứ nhì là tới hình như là trời Tứ Thiên Viên, và bước thứ ba của ngày ba bước là ngày tới Đao Lệ Thiên. Ngài không có đi thẳng tới Tusita như là Nguyên Như đã nói, là vì ngài muốn dừng ở Tam Thập Tam Thiên, và chính Thiên Chủ Đế Thích lên thông báo và cho tiền thân của là mẹ của Đức Phật, tiền thân là mẹ của Bồ Tát, mà lúc này ngay lúc đó là một vị thiên nam, là để hạ cái ngã mạng xuống, là đã giống như là một cái vị mà đã có cái công lao lớn đối với trời với người, là hạ sanh Bồ Tát vào kiếp chót. Thì chính mà chính ngài là cái lúc này là thiên nam rồi, thì từ ở trên cái cõi trời mà Tusita là đi xuống cái cõi Tam Thập Tam Toa Tinh Sát, thì cái câu chuyện như vậy thì ba tháng hạ ba tháng thời gian của cõi nhân loại thì quy ra cái thời gian ở trên chư thiên thì bao nhiêu đó, thì chắc có lẽ là chư thiên họ nhất là những cái vị mà thiên mà tam nhân mới học được Abhidhamma, và Đức Phật sau cái kỳ thuyết pháp này thì nghe được lặp lại là 800 triệu chư thiên đắc được sơ quả, và cũng nghe được một cái điều nữa là chư thiên dục giới thì cái quả mà họ đắc được cao nhất chỉ là sơ quả thôi, là vì thiên dục giới thì họ hưởng thụ nhiều cho nên làm quả cao hơn thì không có. Thì nghe như vậy thôi thì mình chỉ lặp lại. Thì trong cái thời gian đó thì đối với cõi nhân loại thì Đức Phật này dùng thông, ngài đi trì bình ở Bắc Câu Lô Châu, và sau đó ngài đi về, ngài truyền Ma Thiết Cá cho ngài Xá Lợi Phất. Đối với ngài Xá Lợi Phất thì thật ra thì cái bộ chúng ta cũng biết là các vị như là Đức Phật hoặc là ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Liền Liên, thực ra trong vô lượng kiếp của trước của họ, Đức Phật thì nguyện chánh đẳng chánh giác, thì trong vô lượng kiếp ngài đã từng gặp bao nhiêu cái là tam bảo rồi. Còn Xá Lợi Phất và Mục Liền Liên cũng vậy. Câu chuyện tiền thân, lấy ví dụ như một câu chuyện tiền thân, Xá Lợi Phất là có một lần ngài cũng đọc 7 bộ kinh của Abhidhamma, và 500 con dơi nó té rớt xuống cùng một lúc vào sân thiên. Thì những câu chuyện như vậy thì 7 bộ Abhidhamma thì nó nằm ở trong ruột của ngài rồi, bây giờ chỉ chờ cái duyên của Đức Phật truyền Ma Thi Cá lại, và ngài Xá Lợi Phất đi truyền lại dạy cho hàng Phật tử, cứ giống như là truyền lại cho ngài Ananda để mà được trùng tuyên thôi. Chứ đối với những vị như ngài Xá Lợi Phất thì đã đắc A La Hán, ngài Xá Lợi Phất là một Cường Liêm đã đắc A La Hán trước cái hạ thứ bảy mà như Đức Phật đi lên cung trời Đao Lợi rồi. Những cái phần mà Nguyên Như cách nghĩa lại giống như là tam tạng, giống như là rễ cây, rồi giới giống như rễ cây, rồi cái thân cây giống như là cái tạng Abhidhamma, và cành hoa lá nó rực rỡ thì giống như là tạng kinh. Thì cái điều đó đối với vị Phật tử trong room thì chắc cũng có thể hiểu được, nó cũng không có gì là nó trừu tượng lắm, nhưng mình chỉ đưa ra một cái ví dụ thôi. Ở đây thì có ai không hiểu hoặc thắc mắc thì có thể đưa nên câu hỏi trực tiếp. Đây là một cái phần tiểu sử mà giới thiệu cái bộ Abhidhamma cho hàng Phật tử chúng ta sau này. Thì như Nguyên Như đã nói
cái tạng Abhidhamma nó giống như là cái bản đồ, nó liệt kê ra tất cả những cái pháp thiện, pháp bất thiện, những cái tâm, ngay cả những cái tâm siêu thế, nó giống như là một cái bản trình bày ra tất cả những gì mà thuộc về sắc pháp và danh pháp. Thì tất cả mọi chúng sanh nó chỉ có hai thành phần là danh pháp và sắc pháp. Thì tất cả những gì mà chúng ta có nó được trình bày ra một cách hệ thống, thứ tự, lớp lang, và qua đó thì chúng ta biết rõ về ta nhiều hơn, và biết rõ về ta nhiều hơn thì chúng ta nó thuận tiện cho cái việc mà tu tập. Đương nhiên rằng giống như Nguyên Như đã trình bày thì cái người mà cho dù là mình chồng mình thông minh cách mấy thì người cha người mẹ vẫn tốt hơn hết cho con đi vào trường lớp, nó vẫn hay hơn cái trường hợp là mình nghĩ rằng mình thông minh mà mình không cần. Cho nên người ông bà mình có câu là không thầy đố mày làm nên. Thì cái thông minh cách mấy giống như một cái hạt giống tốt, nhưng mà để nó sự phát triển nó được một cách hoàn hảo, nó cũng cần phải có đất tốt, có nước, có ánh sáng, có đầy đủ các phân bón, có đầy đủ các điều kiện và môi trường. Thì các đầy đủ các điều kiện và môi trường, đầy đủ các duyên đó, là nó lấy ví dụ như một cái người thông minh cũng được, phải được đi học, tiếp xúc với các thầy bạn, tiếp xúc với những cái môi trường mà để cho những cái điều kiện cho các cái sự cái khả năng năng lực nó được phát triển một cách gọi là hoàn hảo. Ngay cả Đức Phật cũng vậy, chính ngài là một cái vị mà có trí tuệ, là một vị Phật tương lai, thì được vua cha cho đi học tất cả các bộ môn, là tất cả các bộ môn đều xuất sắc, nhưng mà cũng chứng tỏ một cái điều rằng chính ngài với cái một cái trí tuệ thù thắng thì cũng phải vượt trải qua những cái giai đoạn đó để mà biết mình và biết người và biết ta. Cái vấn đề là nó quan trọng ở cái chỗ đó, là phải có cọ sát, phải có va chạm, phải có tiếp xúc, rồi mình mới biết những gì trong ta, những gì ngoài ta và những gì ta nhắm tới. Cái điều đó là cái điều rất là cần thiết, tại vì không có sự tiếp xúc, không có sự học hỏi thì cho dù là cái tiềm năng nó cao cỡ nào, nó giỏi cỡ nào thì nó cũng không đủ cái môi trường, cái điều kiện để mà nó có thể phát triển một cách hoàn hảo, mang lại lợi cho người và cho mình và cho người. Nói chung thì không ngoài cái ý đó, học cái bộ môn này để làm cái nền tảng, nói là nền tảng nhưng mà nó cũng là một cái nền tảng chắc chắn cho suốt cái con đường trong tu học của mỗi một con người, riêng chúng ta có một cái kim chỉ nam, một cái hành trang, một cái tư lương để mà đối diện với các pháp, các những cái sự kiện đó nó xảy ra, chúng ta có khả năng nhận thức được cái thật sự đó là cái chuyện gì xảy ra. Thế ví dụ như một đối diện tiếp xúc với một người nào đó, người ta phát biểu là một cái câu gì đó, một cái điều gì đó, chúng ta nhận thức đó rằng là có thể không phải là cái đó là cái ý của họ, mà cái đó là nghiệp thúc đẩy, vì do thói quen. Chúng ta có cái khả năng nhận thức ra được rằng thói quen thúc đẩy họ nói cái câu đó, hoặc là họ đang có một cái tâm trạng nào đó, nhận thức được cái tâm trạng là tâm á, với cái tâm sở hoặc là môi trường, nhận thức được rồi những như vậy đó, chúng ta có thể biết được những cái điều gì cần ứng xử thích hợp và có đủ đầy đủ cái dữ kiện để mà có thể tác ý khôn khéo để mà mang lợi ích lại cho người và cho mình và cho người. Thì cái điều đó cũng là một cái điều mà tất cả mọi người đều cần thiết, cần phải học hỏi, cần phải nắm bắt và cần phải thuần thục tinh nhuệ cái điều đó. Và học cái môn này chính là cái con đường mà đưa tới cái sự mà thuần thục đó. Mà cái điều đó cũng không ngoài một mục đích cuối cùng là để mang đến giác ngộ và giải thoát cho. Tại vì chúng ta không có chưa tới giác ngộ là vì chúng ta còn những phiền não, còn những phiền não ngủ ngầm, những cái truyền cái, những cái kiết sử nó che lấp cái tâm của chúng ta, thì chúng ta không thấy được chân lý mà giải quyết được nó, giống như là xua được cái đám mây mờ thì chúng ta thấy được cái ánh sáng, thì chân lý hiện bài thì những cái điều này
mà chúng ta học đó là những cái kỹ thuật mà đưa tới những cái khả năng, những cái tiến trình để mà giải quyết được những cái phiền não, những cái trạng thái tâm bất thiện như nãy như nói 14 bất thiện, tham sân si, vân vân. Thì ý thức được cái giá trị của bài học thì mình mới có được cái sự hiểu sâu sắc, và mình học sẽ có cái sự nỗ lực để học tới nơi tới chốn, và như vậy thì sẽ mang được lại lợi ích trước tiên là cho mình và sau đó là cho những người xung quanh ta. Thì xin phép tóm tắt lại như vậy, nó cũng có thêm một cái tư duy dịch ý trong đó. Tuy nhiên hy vọng rằng các bạn đạo cũng giống như là kẻ đạo tràng, nếu có sự cái suy nghĩ nào, có những cái kiến thức nào để mà có thể bổ đắp thêm thì xin chia sẻ với cả lớp của chúng ta ở đây, đến với một cái tâm để cầu đạo, sẵn sàng lắng nghe học hỏi với nhau. Con xin đảnh lễ chư tăng, các chư vị thiện hữu, và xin kính chào đạo tràng. Nhà con xin tạm dừng ở đây. Có ai có câu hỏi thì cứ việc giơ tay lên và Nguyên Nhân sẽ sẵn sàng trả lời hết tất cả nha. Cảm ơn. Yeah. Sa thú anh Lý. Anh Bài ơi, anh có chuẩn bị chưa? Anh có thể lên gúc lại anh Bài. Sa thú anh Bài nha. Rồi anh Lý hết rồi, anh Bài lên group thêm lần nữa ha. Quanh Phan còn suy nghĩ kìa, hay là Quanh Phan lên đi nha. Ok, có gì nào lên có câu hỏi hay là có cái ý gì lên á, thì hôm nay là buổi đàm luận mà. Ok, Quy Như xin nhường mic lại cho đạo tràng nha. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ con kính chào, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính chào quý sư, quý thầy và các bạn đạo. Dạ con có một điều, con có vài điều muốn chia sẻ là con có nghe được qua sự học hỏi, con có nghe được một vị thầy có nói là lúc Đức Phật giảng bài kinh này ở Đao Lợi thì ngài đi đến Bắc Cù Lâu Châu để mà đi khất thực, là có lý do là tại vì những vị sống ở Bắc Cù Lâu Châu họ sống với tâm chánh niệm tỉnh giác, và cái tâm của họ là trong cái tâm thiền, đa số là trong tâm thiền, họ không có hỏi những cái không có hỏi những cái bài pháp, như là nếu mà ngài đi ở nhân loại chúng ta đó thì sẽ bị người hỏi hỏi này hỏi kia, thành ra có thể là có thể vì vậy mà ngài đi khắc thực ở trên kia chứ không có đi khắc thực trong những ngày đó, ngài đi khắc thực ở trên kia chứ không có đi khắc thực ở dưới đây. Thì cái đó là mình nghe như vậy, thì muốn chia sẻ đúng hay không thì xin thì mình không biết, nhưng mà mình nghe như vậy. Và mới có cái thắc mắc là không biết mình có thể để tạng luật, tạng kinh, tạng luận có thể nói là tạng luật là giới, tạng kinh là định, tạng luận là tuệ không ha. Cái đó là mình mới có cái thắc mắc như vậy. Và theo cái sự hiểu của Mỹ thì và cái lý do tại sao mà mình cần phải học vi dư pháp á, là để mà hiểu được cái gì là không thật và cái gì là sự thật. Thì cái sự
cái sự không thật là cái tục đế, là cái chế định, là cái giả dối mà hồi xưa tới giờ mình không biết, mình cho cái đó là sự thật mà mình ôm ấp nó, mình coi trọng nó. Nhưng mà một khi học xong cái này thì biết được cái nào là sự thật của sự thật, là chân đế, và cái nào là cái giả dối, thì mình càng ngày càng hành thì mình lược ra những, và để kêu bằng là buông ra những cái giả dối, mà để sống và thực hành nhìn cái chân thật của nó, và hiểu được cái chân thật của nó, để rồi từ đó mình quyết định là cần phải làm gì và nên phải làm gì. Rồi thì mình chỉ muốn chia sẻ như vậy thôi. Dạ, mình xin xuống mic ạ. Xin mời người khác lên. Sa thú. Dạ, Nguyên Như xin mời quý vị. Còn có quý vị nào mà có thắc mắc là tại sao mình phải học cái phần chia pháp và gồm pháp nữa không hả quý vị? từ từ mình sẽ vô, bây giờ hôm nay là mình sẽ vô cái phần giới thiệu xong rồi, kỳ sau là mình bắt đầu vô tục đế đó anh. Sau cái phần tục đế rồi mình sẽ vô cái thực tính pháp đó anh. Lâu quá, nóng ruột. Thiệt ra cái này không có nóng được đâu anh, mình phải đi từ từ chứ, mình phải đi vô cái tục đế trước rồi mình để nó qua một bên đó, tuần sau lại vô. Bây giờ xong rồi bắt đầu vô kia là mình quýnh, là coi như là chiến trường tăng thương hết. Quý vị biết sao không, có Nguyên Như biết á, là có nhiều người á là muốn trả giá với Nguyên Như cái vụ học thuộc bài này lắm, nhưng mà thiệt sự á là nếu mà quý vị không có thuộc được chi pháp á thì quý vị không có thuộc, không có hiểu được di diệu pháp đó quý vị, nó khổ vậy đó. Mà ở bên đây á, thì có tất cả là bao nhiêu, 215 nút phải không? Bây giờ giống như cờ tướng như nha, lấy một nút ra quýnh, mà bây giờ nhắm mắt lại làm sao mà quý vị hiện 215 cái nút đó mà nó nhắm mắt lại là chỉ nhắm mắt lại là thấy hết đi, thì quý vị chia pháp á, nó dễ hơn, giống như mình chụp hình vậy đó. 215 cái cục kẹo vòng tròn nhớ hết, cái cục xôi giò là nhớ trước rồi nè. Ok, hôm nay bỏ cái cục xôi giò ra, tục đế biết trước rồi nè. Mà cái phần danh chế định nó có 6 nút phải không? Rồi danh chơn, phi danh chơn, rồi đến danh chơn, phi danh chơn, phi danh chơn, danh chơn, danh chơn, danh chơn, phi danh chơn, phi danh chơn. Cứ đọc như vậy, ráng học thuộc lòng. Tự gì mà khi quý vị học thuộc lòng rồi đó, nó khác nha quý vị, không giỡn đâu. Hồi đó, lần đầu tiên mà Quy Như học này nè, thì có một cái cô nói con cứ việc học đi, nó không hiểu sao học, cô nói không, học như con vẹt vậy đó. Giống như cái thằng nhỏ nó ở nhà, rồi ba nó dạy, nó kêu ba với má, rồi kêu ông ngoại, ông nội, bà nội, nó đâu có hiểu ông nội, bà nội, ông ngoại là gì đâu. Quý vị thấy không? Thành ra khi mà mình cứ nói là mình phải hiểu rồi mình mới thuộc thì cũng không đúng nữa. Giờ nghĩ lại con nít nó mới 1-2 tuổi mà khi ba ba mẹ mẹ đâu có hiểu mẹ là đẻ ra nó đâu. Thành ra Quý Như nghĩ mình cứ hiểu vậy đi, mình cứ học như con nít vậy đi quý vị. Rồi, còn vị nào có câu hỏi nữa không? Ồ, anh Phan nè, sa thú anh Phan. Dạ, mô Phật, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính chào ông Năm Bà Năm, con kính chào đạo tràng. Nguyên Như ơi, Nguyên Như cho anh hỏi, khi mà Hoàng hậu Maya đó băng hà rồi sau đó chết, sau đó lên cung trời Đao Lợi, thì sau đó tại sao mà bà lên đó bà tu như thế nào nữa thì bà lại được trở thành thiên nam? Cho anh hỏi cái câu đó, như trả lời giùm anh câu đó được không? Sa thú. Dạ, sa thú anh Phan có câu hỏi. Dạ, theo Nguyên Như được biết á, thì sau khi mà bà hạ sanh thái tử xong thì bà 7 ngày sau là bà đã mất. Khi mà bà mất á thì bà có phước nhiều lắm, bà là hóa sanh,
hoặc bà thành thiên nam liền, mà bà không có phải về đau lợi mà bà đi về cõi Tushita, có nghĩa là cõi đau xuất. Thì cõi đau xuất á, nó sẽ cao hơn cái cõi đau lợi là hai cõi, tức là cõi đau lợi xong rồi cõi già ma xong rồi mới tới cái cõi đau xuất. Nhưng mà khi mà bà lên đó là bà trở thành thiên nam liền thôi. Nhưng mà sáu cái hạ sau khi mà Đức Phật thành đạo đó, thì cái năm hạ thứ bảy á, thì Đức Phật mới đi lên cái cõi trời đau lợi, tức là hai cái cõi trời dưới cái cõi trời của bà, để mà bà phải tự thân chinh. Nói là bà chứ thiệt ra lúc đó là ông rồi, tức là ngài sẽ thân chinh từ cái cõi trời đông xuất ngài xuống cõi đau lợi để làm gì, cứ nghĩa là có tác ý muốn học thì phải đi, chứ nếu mà Đức Phật đi lên trên trển á, thì nó không còn ý nghĩa là học tầm đạo nữa, thì làm như vậy để bà có phước thôi. À, vậy quanh có thể hiểu được cái câu trả lời của Nguyên Như được không? Có vậy có thỏa mãn chưa hả quanh? Nguyên Như thì chỉ biết tới đó thôi. Dạ. À, cái câu hỏi của anh Lý lên nha. Nguyên Như mời anh Lý nha. Dạ, Nam Mô Bụt Đà Dạ. Trong câu trả lời anh ơi, một cái vị khi một vị nguyện chánh đẳng chánh giác thì trong suốt cái thời gian ngài còn là Bồ Tát đó, cũng có những cái vị thiên họ biết được cái tâm nguyện và họ có đức tin là vị này sẽ thành tựu đó, thì cũng có một vị Phật chánh đẳng chánh giác ra đời có rất nhiều cái duyên hệ đi theo những vị giống như là Chí Thượng Tinh Văn, các vị đại đệ tử. Những vị này phải được sanh vào cùng thời, chứ chánh đẳng chánh giác ra đời có một mình thì không có thành tựu được. Và một trong những cái duyên đó là phải có một cái vị thiên họ nguyện là kiếp nào mà Bồ Tát mà phải hành Ba La Mật đó, thì họ sanh xuống, họ làm cái người mẹ để mà sanh ra vị Bồ Tát đó. Mà cái vị thiên này là thiên nam họ nguyện, cho nên là khi họ xuống làm trong cõi nhân loại thì họ tỏ cái thân nữ, nhưng mà bản thân cái vị đó là thiên nam. Thì một cái quả phước báo đặc biệt cho một cái vị thiên mà nguyện cái Ba La Mật mà làm mẹ cho Bồ Tát được, để có là không bao giờ trong suốt cái thời gian mà hỗ trợ cho Bồ Tát, không bao giờ mà đọa bốn đường ác đạo cả. Nó có một cái phước đặc biệt như thế. Nhưng mà cái vị mà nguyện cái điều đó là vị nam, cho nên mà khi bà đã thân hoại mạng chung trong cái thân người nữ, đã xong cái bổn phận, cái phận sự của bà rồi đó, thì bà trở về thiên là thiên nam, thì bà trở vì cũng đó cũng là một cái Ba La Mật, cho nên mà trở về cái cõi trời gọi là trời Tushita, tức là đâu xuất đà. Thì ở đâu xuất đà là sáu cõi thiên dục giới đó, tứ thiên vương, tam thập tam là rồi giả ma, rồi đâu xuất đà, rồi hóa lạc thiên, rồi thoa hóa tự tại, từ dưới lên cao như vậy đó. Thì cái cõi tam thập tam là cái cõi mà của ngài thiên chủ đế thích đó, Đức Phật đến đó, rồi cái vị thiên nam mà tiền thân là mẹ của Bồ Tát đó, là từ ở cái cõi chư thiên hai bậc cao hơn phải đi xuống và được cái sự thông báo của ngài thiên chủ đế thích bay lên để thông báo, cho nên là cái bản thân cái phước của vị đó là thiên nam, vì cái nguyện khi mình đu xuống cõi nhân loại là người nữ thôi, chứ cái vị đó không phải là nữ nhà, cái nguyện Ba La Mật của họ, cho nên là xa thú cái điều đó. Nhưng mà giờ chắc quên hiểu rõ chưa, nếu hiểu rõ thì nói thêm. Dạ, Nguyên Như xin mời anh Chánh Tâm ạ. Dạ, con xin kính đánh lễ Ba Ngôi Tam Bảo và con xin kính đánh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Mình muốn hỏi Nguyên Như hay anh Lý trả lời là cái bi diệt pháp đó, trong kết tạng kinh điển có lúc nào vậy, và ai là người đem cái kinh tạng mà vi diệt pháp đó ra trong cái thời kỳ kết tạng lúc nào, xin cho biết hiểu rõ tí ạ. Xin cảm ơn, xin xuống.
Anh Lý, mời anh Lý lên trước nha, xá thú. Dạ, thưa anh Chánh Tâm, ở đây thì kiến thức cũng còn rất là nông cạn, nhưng mà theo được biết là khi trong cái thời gian Đức Phật Ngài thuyết tạng vi diệu pháp ở trên cung trời Đao Lợi, thì Ngài có đi bác ở Bắc Cô Lô Châu, và sau đó Ngài đi về gặp riêng Ngài Xá Lợi Phất và truyền Matika, tức là các mẫu đề. Thực ra nguyên cái tạng vô vi diệu pháp này nó nằm ở trong bụng của Ngài, Ngài Xá Lợi Phất rồi. Như nãy đã trình bày, tức là trong nhiều kiếp quá khứ các vị này đã tiếp xúc những các tam bảo và đã học tam tạng rồi, thì chờ cái duyên mà Đức Phật truyền lại, tại vì phải chờ cái kim ngôn, cái kim khẩu của Đức Phật truyền lại, thì Ngài Xá Lợi Phất mà thì những cái chi pháp, những cái pháp điều pháp mà chúng ta học được trong của thuộc cái tạng vi diệu pháp đó là từ Ngài Xá Lợi Phất mới trùng tuyên lại cho Ngài Ananda, để mà Ngài, sau này có cái lúc mà ta cái tập tam tạng lần đầu tiên thì Ngài Ananda mới trùng tuyên thành cái tập. Thì những cái chi tiết trong cái tạng vô tỷ pháp là do Ngài Xá Lợi Phất, mà Đức Phật chỉ là truyền Matika các mẫu đề mà thôi, chứ Đức Phật thực sự không có, đối với cõi nhân loại của mình thì Đức Phật không có nói hết những từng câu từng lời đó. Nhưng mà những cái này là công lao rất là lớn của Ngài Xá Lợi Phất, giống như là cái người mà chờ đã thuộc bài rồi đó, chỉ chờ ông thầy tới là nói là hôm nay nói phần này ở trên cõi trời kia, rồi phần kia cõi trời, những cái mẫu đề nó gọi là Matika đó. Và Ngài Xá Lợi Phất là bắt đầu tuôn ra cho Ngài Ananda để mà vô cái bộ nhớ của Ngài Ananda vậy thôi. Và cái đại ý là như vậy. Nếu mà có gì sai sót xin chư thiện trí bổ sung và chỉ giáo nha. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ con nguyên như con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm. Dạ sư có thể cầm mic được không bạch sư? Sư có thể cho chúng con hiểu rõ thêm một số về cái chỗ mà cái lúc nào mà có cái tạng vi diệu pháp ở trong cái lần kết tập đó, sư Tâm. Con xin nhân mic lại cho sư Tâm ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ anh Lý ơi, cái chỗ mà hình như là trong cái đại hội kết tập kinh điển á, thì đến năm lần thứ ba hay là lần thứ tư á, nó mới có thành là ba tạng, còn lúc trước đó hình như có hai tạng thôi phải không anh? Em thấy là anh thấy như vậy đó. Không có nhớ rõ là lúc nào, cái này chắc phải phải dò lại. Thấy là cái lần thứ tư á, thì nguyên như mới thấy là có tam tạng lên. Lần đầu tiên trong lịch sử Phật giáo, tam tạng kinh điển vừa được viết trên lá cọ tại cái Aluvihara khoảng 450 năm sau ngày nhập diệt của Đức Phật. Dạ, cái này là trong cái Cẩm Nang Nghiên Cứu Thắng Pháp mà Nguyên Như được coi á, là cái lần đầu tiên đó là kết tập kinh điển lần thứ tư. Dạ, thì lúc đó còn trước đó thì không có, có nghĩa là 450 năm sau thì hình thành cái ba tạng kinh, nhưng mà không có nghĩa là trước đó không có cái vi diệu pháp, nó sẽ được nói chung vào cái những kinh khác, nhưng mà nó không có được chia chẽ ra giống như là kết tập cái kêu là thống kê lại đó quý vị. Thì lúc đó là cái lần đầu tiên trong lịch sử Phật giáo là 450 năm sau, tức là quý vị nhớ ha, kết tập kinh điển lần thứ tư thì lúc đó mới có là 450 năm sau. Dạ con không, con xin kính thỉnh sư Nguyên Thông, con xin mời bàn tay của sư Nguyên Thông bạch sư. Dạ.
Con muốn xin nói gì con? Tụng kinh phải không con? Vavatu sabba mangalang ratkang tu sabba devata sabba bhuta nupave nasada soti pavantu te vavatu sabba mangalang ratkang tu sabba devata sabba dhamma nupave nasada soti pavantu te vavatu sabba mangalang ratkang tu sabba devata sabba sangha nupave nasada soti và bằng tu tê tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin cho chư thiên hộ trì đến người do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Xin cảm ơn Minh Phan, cô Hà, Dũng Như. Sa thú, sa thú, sa thú. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Nguyên Thông đã thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng chúng con buổi tối hôm nay. Dạ Nguyên Như xin mời chư vị lắng lòng thanh tịnh cùng với Nguyên Như hồi hướng sau khi mình học pháp ạ. Dạ đề hoa tà sanh ti huy hà ra hoa si ni thụ bề khà rê bồ thi khà rê tà hình tà hình tà thầm mà đà nê na phá hoành tu bù chì ta sọ thình ca đòn tê tha huy hà ra măng đà lê thề ra cha mánh cha na hoa ca cha phình khá vô xà ra mi ca đà na bà ti hú pa sa ca ga ma cha de sa ni ga ma cha i sa ra sap pa na phu ta su khi ta pha văn tu te cha la bu cha ye bi cha an da sam pha wa sam se da cha ta ta vô pa pa ti ca ni ya ni căng tham ma wa răng pa tình cha te sam be bi đúng kha sa ca ron tu sang kha yang tha tu chi răng sa tăng thầm mô thầm mắt tha ra cha bùng ga la sang khô hô tu sa mắt gô wa an tha ya cha hi ta ya cha âm hê răng tha tu sang thầm mô sam bê bi thầm ma cha ri no vô thân sam ba bù này ya ma thầm ma ri yam ba quê đệ tê Y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta on tu nha ta du Y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta on tu nha ta du Y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta on tu nha ta du Ý đằng quá tám mê buồn nhằn à xá quá khá già quá hằng hồ tú á nà gá tề cà lề do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Dạ Nguyên Như xin hẹn chư vị Phật tử trở lại với Nguyên Như Kỳ Viên vào ngày mai thứ năm, chúng ta sẽ học được 12 nhân duyên với lại sư Pháp Tính. Dạ Nguyên Như xin kính chào toàn thể chư vị.